Xin chào tất cả các em. Cũng đã gần đến dịp Trung thu rồi thì hôm nay chị Nhung xin hướng dẫn các em làm món bánh Trung thu thạch rau câu nhân phô mai và bánh lăng. Và chị Nhung hy vọng là các em sẽ yêu thích cái món này nha. Và thành phần của chúng ta gồm có một trái thanh long, một rau câu, đường, phô mai, bánh lăng và hai cái khuôn rau câu. Và nhớ hãy chuẩn bị cho chị Nhung thêm một cái ống vani để cho nó thơm hơn. Ok, vậy là bây giờ không còn chờ gì nữa, hãy bắt tay vào làm cùng chị Nhung nha. Let's go. Đầu tiên bây giờ chị Nhung sẽ pha cái bột rau câu. Với hai cái khuôn bánh lăng này thì chị Nhung pha khoảng 5g rau câu thôi. Thì cái bịch này 10g thì bây giờ chị Nhung sẽ lấy bớt ra. Mình sẽ sử dụng 5g thôi. Và bây giờ chị Nhung sẽ cho vào đường luôn để mình trộn lên để cho hỗn hợp nó đều. Rồi, ok. Với 5g bột rau câu thì chị Nhung chuẩn bị khoảng 250ml nước. Bây giờ chị Nhung sẽ đổ nước vào nồi luôn. Và tiếp theo chị Nhung sẽ cho cái hỗn hợp hồi nãy mình trộn vào. Em khuấy đều lên cho chị Nhung nha. Khuấy đến khi nào cái bột của chúng ta nó tan hết ra. Rồi, và chị Nhung thấy hỗn hợp chúng ta đã đều rồi. Và bây giờ chị Nhung sẽ để qua bếp một lát nữa, khoảng 10 phút thì mình mới nấu nha. Bây giờ chị Nhung sẽ sơ chế cái thanh long của chúng ta. Và bây giờ chị Nhung sẽ cắt ra và chị Nhung sẽ lấy nước. Các em nhớ là chọn thanh long mua ruột đỏ nha, thì cái màu của cái bánh của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Hơn. Mà thôi chị Nhung thấy chị Nhung dằm ra là được rồi. Đẹp quá. Ok, và bây giờ chị Nhung sẽ tán ra để mình lấy nước. Nếu như nhà bạn nào không có máy xay thì có thể làm cái giống như chị Nhung nè. Rất là đơn giản. Mình cứ tán ra rồi mình lọc ra cái rây. Thì các em sẽ lấy luôn những cái hộp á thì cũng rất là tốt, nhưng mà chị Nhung nghĩ là chị Nhung muốn thích cái màu hồng của nó thôi. Hỗn hợp màu rất là đẹp, không cần dùng màu thực phẩm luôn, mình cũng có được cái màu rất là tự nhiên. Bây giờ việc tiếp theo, chị Nhung sẽ bắt bếp lên và nấu cái rau câu của chúng ta. Bây giờ chị Nhung sẽ nấu cái rau câu và các em cũng nhớ là quậy cho thật là đều và để lửa nhỏ thôi. Và chị Nhung sẽ cho một ống vani vào luôn. Thơm quá. Bây giờ chị Nhung sẽ cho cái nước thanh long vào luôn nha. Wow, cái màu hồng rất là đẹp. Với cò
Còn bây giờ đợi cho nó sôi lên rồi thì chị Nhung sẽ tắt bếp. Em ơi, bây giờ cái hỗn hợp của chúng ta đã sôi lên rồi, bây giờ chị Nhung sẽ tắt bếp nha. Và các em để ý, nếu như mà các em có thấy bọt nó nằm ở bên trên thì chúng ta sẽ hớt cái bọt nó bỏ ra để cho cái hỗn hợp chúng ta nó sẽ trong hơn. Rồi bây giờ chị Nhung sẽ hớt cái bọt ra. Và các em hãy đợi cho nó nguội một chút thì chị Nhung sẽ cho vào khuôn. Các em coi chị Nhung chuẩn bị hai cái khuôn này có dễ thương không? Bây giờ chị Nhung sẽ cho cái hỗn hợp rau câu chúng ta vào nha. Các em nhớ nè, các em nhìn nè, các em sẽ cho cái hỗn hợp rau câu vào nửa cái khuôn. Đó, tới đây thôi, tới đây thôi. Thì một lát chúng ta còn phải bỏ nhân nữa. Nên là chị Nhung sẽ múc cái hỗn hợp này vào nửa cái khuôn thôi. Đừng cho nó lem ra nha, sẽ không đẹp. À, xíu nữa, xíu thôi. Rồi, ok. Cái này cũng vậy, các em hãy cho tới cái hoa này thôi nè. Cảm giác rất là tự nhiên, không ngọt quá. Và cái rau câu chúng ta là
giờ chị Dung sẽ cắt ra thử coi cái nhân phô mai nó như thế nào. Ủa nó dính quá à. Các em có thấy ở nhân phô mai bên trong không? Nhìn rất là hấp dẫn. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Bây giờ chị Dung sẽ thử luôn. Và chị Dung nói thật luôn là khi mà chị Dung ăn giữa hai cái bánh trung thu mà nhân phô mai với lại bánh lăng thì chị Dung thích bánh lăng hơn. Vì khi